Hi, xin chào các anh em. Mình là Trường An. Thì vừa cách đây một vài giờ thôi thì Apple đã có sự kiện mang tên là Beatbox của mình ra mắt các sản phẩm như là iPhone SE thế hệ mới, iPad Air 5 và cuối cùng là Mac Studio. Thì trong sự kiện lần này mình đặc biệt ấn tượng với chiếc iPhone SE thế hệ thứ 3, nhưng mà họ không gọi là iPhone SE thế hệ thứ 3, họ gọi là iPhone SE 2022. Và bây giờ hãy cùng tổng quan xem là chiếc điện thoại này có gì đặc biệt nhé. Còn chơi gì nữa, bắt đầu video thôi. Điểm đầu tiên mà chắc anh em đã quan tâm đó chính là thiết kế của chiếc iPhone SE 2022 đúng không nào? Thì về thiết kế thì chiếc iPhone SE 2022 này có thiết kế giống y hệt như iPhone SE 2020. Nó sâu hơn, nghĩa là nó bê nguyên si thiết kế của iPhone 8 lên iPhone SE 2020 và bây giờ lại tiếp tục bê thiết kế này lên trên iPhone SE 2022. Điều này mình cảm thấy không có gì ngạc nhiên bởi vì họ từng làm điều này rồi. Họ không có quá nhiều sự thay đổi sau nhiều năm. Hơi tiếc một xíu bởi vì là mình đang mong chờ một chiếc iPhone SE phiên bản rút gọn, được trang bị tai thỏ và khung vuông. Đây là hai yếu tố đặc trưng có trên dòng iPhone mới của Apple, thì hai này lại không có trên dòng iPhone SE 2022. Maybe là khoảng chừng 2 năm sau họ ra mắt iPhone SE 2024 á, thì họ mới trang bị cái khung vuông và thiết kế là thiết kế màn hình tai thỏ. Điểm nổi bật nhất trên con iPhone SE 2022 này chính là con chip Apple A15 Bionic có trên dòng iPhone 13 series. Thì với con chip này chắc chắn là hiệu năng máy nhỉnh hơn nè, và con chip này còn mang lại nhiều cái lợi nhuận khác, ví dụ như là đẩy giá thành con máy này lên nè, con máy này mang đến nhiều cái sự thu hút người dùng nè, cuối cùng là nó sẽ làm cho camera máy trở nên chất lượng hơn nè. Và đây chính là những cái điều mà họ đã quảng cáo luôn trong cái TVC của họ. Anh em biết rồi, để chụp hình đẹp á thì nó sẽ cần hai yếu tố. Một là khả năng xử lý của camera, và thứ hai là khả năng xử lý của con chip xử lý bên trong máy. Thì với con chip là Apple A15 Bionic thì chắc chắn là chất lượng chụp ảnh sẽ tốt hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Họ đang quảng cáo đây rất là nhiều trong sự kiện của họ, bằng chứng là họ đưa ra những cái video chứng minh là con máy này sẽ cho những bức ảnh có độ tương phản cao nè, màu sắc rực rỡ nè. Màu sắc không có được đâu, nó chân thật, nó rõ nét. Mặc dù máy chỉ sở hữu đúng một camera đằng sau, nhưng mà nhờ con chip Apple A15 Bionic mà chất lượng chụp ảnh được đẩy lên tốt hơn. Cái điều mình khá thắc mắc trong sự kiện này nữa đó là họ không so sánh hiệu năng con máy này với dòng iPhone 13 series, dòng iPhone 12 hay là dòng iPhone 11, mà họ lại đem so hiệu năng của con iPhone SE 2022 với dòng iPhone 8 hoặc là dòng iPhone 7. Mặc dù iPhone SE 2022 được trang bị chip là Apple Bionic, nghĩa là con chip mạnh nhất của họ tính đến thời điểm hiện tại, nhưng mà họ lại đem so sánh một con máy được ra mắt từ rất lâu rồi, 4-5 năm gì rồi. Họ lại không so với 3 sản phẩm gần nhất là iPhone 11 series, 12 series hay là 13 series. Để lý giải cho điều này thì ngay khi mình có con iPhone SE 2022 trên tay, mình sẽ làm ngay một bài so sánh hiệu năng giữa con iPhone SE 2022 với con Apple A15 Bionic với một con iPhone 13 được trang bị với chip Apple A15 Bionic, để xem là hiệu năng hai con máy này nó sẽ trên nhau như thế nào, nó có tương tự nhau không. Về phần màu sắc thì con máy này bao gồm là màu trắng, màu đỏ và phiên bản cuối cùng là phiên bản có màu đen. Thì trong ba phiên bản này, màu đỏ là cái màu quen thuộc nhất với anh em, đã có từ iPhone 8 lên iPhone SE 2020 và bây giờ là iPhone SE 2022. Đặc biệt là nó sẽ có thêm phiên bản màu trắng. Phiên bản này phiên bản có trên dòng iPhone 11, thì mình nghĩ là phiên bản màu trắng này sẽ là phiên bản hot nhất của iPhone SE 2022. Rồi, và đó là những nhận định tổng quan của mình về chiếc iPhone SE 2022. Anh em thấy sao về con máy này và anh em muốn mình trải nghiệm gì khi mà mình có con máy này trên tay? Hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhé. Mình là Trường An, nhớ like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.